Hôm nay con thay thử cái pin cho bố xem nào, xem con có biết cách không. Ok, hôm nay mình sẽ thử xem là con thì mình có thay pin của cái cánh cửa không, xem có đúng quy trình nhá. Chờ tí bố quay. Nhanh thế. Ui giời, chuyên nghiệp thế. Con mở nắp rồi à? Con mở nắp rồi à? Ồ, rồi, gỡ ra đi xem nào. Nhớ cách gỡ không? Con nhớ cách gỡ không? Dứt khoát vào. Ừ. Rồi, giỏi thế. Nhớ chiều dương chiều âm không? Dứt khoát. Rồi, giỏi thế. Rồi, bây giờ đi lấy pin mới nhá. Pin mới nhà mình để ở đâu? Bố để sẵn rồi. Xem có nhớ không? Rồi, bố lấy cho. Đây nhá. Hộp để pin đây nhá. Chờ đã. Rồi, con lấy đi. Mấy cái? Có hộp dở đấy. Đây. Đúng chiều chưa? Rồi, đúng rồi đấy. Lắp sai thì con sẽ biết hậu quả ngay. Rồi, cái nữa. Ừ, đúng rồi. Lắp đúng chiều. Đúng rồi, đúng chiều rồi đấy. Này giỏi phết. Ấn hẳn vào. Ừ, rồi. Nắp vào rồi. Thuộc bài gươm gì. Rồi. Rồi, con thử xem nào. Con thử xem nào. Mở cửa ra thử xem nào. Rồi, ok. Nắp thử xem nào. Con bấm thử xem nào. Rồi, ok. Rồi, ok chưa? Rồi, đóng vào. Thuộc bài là phết. Mở ra xem. Cái quan trọng nhất của việc thay pin cửa là gì? Mình không được lắp sai chiều, nhưng mà mình không được vứt vào thùng rác sẽ bị gây nhiễm đến môi trường. Như bài, như đọc bài nhỉ, như đọc bài trên lớp đấy nhỉ. Quan trọng nhất của việc thay pin rất là dễ, nhưng mà quan trọng nhất là phải thu gom lại nhá. Các bạn nhớ nhé, nhớ là thu gom lại. Đây. Đó, đây này, thu gom như thế này này. Đấy. Hôm nào có cái đợt tiêu hủy thì bố con mình mang đi nhá.